ngày hôm nay tối ngày 8 tháng 12. Mọi người thấy sân khấu rất hoành tráng ngày buổi tối lên nó đẹp lắm đó mọi người. Đây, ở góc ngã tư Lê Văn Hưu và Đinh Tân Hoàng mọi người nhé. Đây là con bún bò của chị Kim Anh. Rồi, khoan ngồi đi. Đây là sáng rồi à? Kinh thành Huế sắp đón cái lễ hội tuần lễ âm nhạc mọi người. Bên này là cột cờ Kỳ Đài Huế. Sáng nay thời tiết rất là đẹp luôn mọi người. Ngày 8 tháng 12 năm 2023. Không khí se lạnh. Cầu Quảng Đức. Không khí se lạnh của mùa đông, mùa Noel. Đấy, bây giờ mình đang đi vào cửa Quảng Đức. Bên trong là sân khấu. Giai điệu bốn mùa. Và công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho chương trình tối ngày hôm nay, tối ngày 8 tháng 12. Mọi người thấy sân khấu rất hoành tráng ngày buổi tối lên nó đẹp lắm đó mọi người. Có hệ thống đèn LED đồ lên sáng đẹp. Đây là hệ thống âm thanh. Và hôm nay là chương trình miễn phí, hoàn toàn miễn phí vé mọi người nhé, không có băng vé. Cột cờ Kỳ Đài đây. Đây là cửa Quảng Đức đi vào này. Đó. Cửa Quảng Đức đi vào đấy. Hôm nay là cửa ngăn đi vào mọi người này. Là cửa ngăn đi vào này. Hồ pháo thành công. Hình ảnh kinh thành rất là đẹp. Hương xưa. Đây là Lê Huân mọi người nhé, đường Lê Huân. Tuần lễ âm nhạc diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12 mọi người nhé. Ngày 8 là ngày tối nay, tối chương trình sẽ bắt đầu. Mình còn có ba anh chị về xem cái chương trình văn nghệ, tuần lễ văn nghệ. Đây hoa, hoa trước lễ đường, hoa hồng đẹp. Qua nhạc lễ thôi. Nhạc lễ chuẩn bị làm bánh tét. Sắp làm bánh tét là bán cho bà con rồi đó. Đường vào kinh thành sáng nay xe nhộn nhịp tấp nập đấy. Buổi sáng là bà con đi từ ngoài khu vực Quảng Điền, Hương Trà vào để đi làm đó mọi người. Và mỗi sáng trên đường hòa buổi sáng cà phê quán ăn lề đường cũng đông lắm mọi người. Có mấy cái quán cà phê mà nó đơn giản như vậy, nó đơn sơ như vậy thôi nhưng mà lại khá là đông khách, thì người ta chuộng như vậy, người ta thích ngồi cà phê trà đá về hè như vậy, kiểu giống như Hà Nội vậy, mọi người ha. Vào cái mùa đông này nữa, Kim Anh bún bò 25k. Giới thiệu với mọi người, đây là con bún bò Huế Kim Anh mọi người nhé. Ngay chỗ trước Hồ Thành Công, 25k một tô. Nhỏ khách nổi đúng không? Dạ. Ngon lắm, ngon lắm. Vậy thì bán sớm lắm rồi chị. Ừ, bụng cho chị bỏng. Quấy đi, quấy cho chị. Chị mua bạn với bác. Mua bạn với bác. Dạ. Dạ. Ở đây là gì, bán bún chia vậy ha? Bò Huế. Nó là có giò quanh này, có bò nồi này. Cứng cầu chứ có hết. Ăn bụng ra các bạn lắm. Đây là nồi nước lèo bị sẵn. Bún mình cũng còn khoảng đấy. Đây, bún có chụp bên bao nhiêu rồi đó, mọi người bún phải trùng qua nhá. Cái đó là bột nồi chứ hả? À, bột bắp đấy. Bột bắp.
rồi biết rồi. Cái này mình hầm được bò trong. Ờ, bò trong tỏi em. Đây, có cầu trong hồ Tịnh Tông. Ở đây là đường Lê Văn Hưu này, mọi người đường đi vào Hưu và đến Tân Hoàng mọi người nhé. Đó, đây là quán bún bò của chị Kim Anh. Có nồi nước ngọt. Mấy nồi vậy chị? Chị bảo mình nó 20 đó. 20 đó, đẹp nồi sáng rồi. Hết nồi sáng rồi à? Ờ, đấy à. Chị bán đi. Sáng thì bỏ một đôi đó. À, bỏ mấy cái con đó. À, bỏ cái con hắn á. Thì đã bỏ hết rồi. Dạ. Yeah. Con nồi này là thôi là bán rồi. Con nồi đi nó tạo nó chưa tới 90 giao đó chị. À. Bò theo chị. Bò đây. Đây là chị Kim Anh đúng không ạ? Có bằng giá luôn mọi người nhé. À, tùy theo ai kêu chừng món thì làm chừng này. Dạ. Có bằng giá thì bà con khách du lịch thì dễ ăn hơn. Không ngò cửa vận nữa, ai kêu đặc biệt thì mới làm. Dạ. Kêu cái gì cũng à, thôi chứ. Như vậy là cứ làm 25 ngàn thôi, còn ai kêu đặc biệt là... Ai kêu đặc biệt, ai kêu thêm giò, thêm chả thì chỉ bán không. Dạ. Cái này là khách để cho khách đặt ấy. À, khách đặt rồi. À, khách đặt giò phân để sẵn. Để cho thì ngon nha mọi người. Cái này gọi là cái giò lôi à? Giò lôi đấy em ạ. Giò lôi. Ngon lắm. Mình mời cả nhà muốn bò mọi người nhé. Bò giò chả mọi người. Ngay phía sau là cái hồ Tịnh Tâm. Ngay phía sau mình là hồ Tịnh Tâm mọi người nhé. Đây là đường Lê Văn Hưu và đường Đinh Tiên Hoàng. Bò giò heo bên này có cái ớt mọi người. Cây cây rất tươi mà. Đây là đoạn Lương Ngọc Quyến, huyện Trại mọi người đó.